Vâng, nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2024 mọi nhá. Hiện tại bên xưởng BM đang chuẩn bị bàn giao một sản phẩm, đó là đồng hồ tứ trụ vát cột hạt hàng mặt vuông để bàn giao đến cho gia đình nhà anh Huy ở khu vực tỉnh Yên Bái. Anh Huy là một trong những tín đồ tham khảo rất nhiều cái dòng sản phẩm đồng hồ bên xưởng bên em. Thì ngày hôm qua anh đã trực tiếp gọi điện đến xưởng để đặt hàng cho gia đình nhà mình một sản phẩm đồng hồ tứ trụ hàng là hàng mặt vuông. Thì ngày hôm đó thì bên em vừa mới hoàn thiện phun xong thì em cũng đã nhận lời với anh là nhận của anh một sản phẩm tứ trụ hàng mặt vuông như thế này đấy, và lắp phụ kiện bằng đồng. Ngày hôm nay thì em cũng đã cho thợ lắp ráp xong đầy đủ và chuẩn bị bàn giao đến cho gia đình anh Huy trong vào ngày mai. Thì các bác sẽ cùng em theo dõi vài phút video để xem là dòng sản phẩm gia đình anh Huy nhận được nó như thế nào nhé. Cái này thì bên em làm cũng có tổng chiều cao là 2m3, tính từ trên đỉnh xuống phía dưới chân là cao 2m3, rộng của nó là 95 và chiều sâu là 41 phân. Chất liệu là gỗ hương đá của Lam Phi. Hàng này thì được làm hàng bình thường thôi, nó không được làm hàng liền một nhá. Hàng nó là hàng mặt ghép, vòm ghép này. Mặt của nó cũng là mặt ghép này. Nên giá tiền của nó cũng sẽ rẻ hơn so với những hàng mặt liền. Phần hồi của bách hồi bên em là độ dày là 1/6 một nhá. Bách hồi độ dày 1/6. Phun bóng hoàn thiện kỹ càng cả trong và ngoài, trước và bên sau. Mọi người nhìn thấy đây. Đấy. Thợ bên em là em yêu cầu thợ là bánh dây giáp phun bóng trà lu đầy đủ. Các bác có thể sờ thấy hàng rất chìa đẹp luôn, vân này. Vân chảy các bác nhá. Vân chảy từ xuống phía dưới này. Rất đẹp rồi nhá. Đúng không? Đây, vân đậm, vân nhạt có đầy đủ. Sản phẩm là chất liệu gỗ hương đá nên là vân tự nhiên. Vân như thế nào thì bên em sẽ phun lên màu y nhiệt như vậy. Sản phẩm này thì nắp bằng phụ kiện bằng đồng nguyên chất, mọi người nhìn thấy này. Ba quả tạ một thanh nắp. Đấy, phần phía trên là phần mặt của cây vuông thì thường thường là khá ít các bác chơi. Tuy nhiên thì tùy vào cái sở thích, yêu cầu của các bác nắp mặt nào như thế nào thì em đều có đầy đủ đến cho gia đình nhà mọi người. Đấy, cây này thì cái vân ở phía trên thì rất đẹp luôn. Đây, vân rất đẹp luôn, em xoay này, nghiêng lia cái phần máy sang thì các bác sẽ nhìn thấy này. Đúng không? Máy này vân này. Hàng này hàng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi và mọi người đặt hàng bên xưởng em. Khi mà các bác đặt hàng mặt vuông ấy thì khá hiếm khi em có. Tuy nhiên thì đúng cái dịp mà em vừa mới đang hoàn thiện thì anh gọi điện đến anh đặt một cây hàng mặt vuông thì em có luôn. Còn hàng mặt tròn thì bên em luôn luôn có đầy đủ thôi nhá. Mặt tròn thì nó sẽ là hàng mặt liền. Đấy. Và hàng bình thường như này bên em bán giá nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như hàng mặt tròn ấy, hàng bình thường như hàng mặt tròn thì bên em đang bán với giá là 12.800.000. Còn với hàng mặt vuông như này bên em đang bán là 12.500.000. Miễn phí vận chuyển cho bác là 50 km đầu tiên, cũng là hàng phụ kiện bằng đồng nguyên chất rồi nhá. Đấy, bệ dưới là bên em là bệ họa tiết hoa lá tây, đây đục chạm trổ họa tiết rất đẹp luôn, đúng không ạ? Cột độ dày 6 phân, vách hồi dày 1/6, lắp bằng phụ kiện bằng đồng. Máy Sunny của Hàn Quốc, bảo hành máy là 1 đổi 1 trong vòng 3 năm. Mọi người cứ dùng thoải mái nhá, gặp vấn đề gì thì bên em sẽ hỗ trợ đổi mới cho mọi người. Đấy, phun bóng rất đẹp luôn, ngoài sở rất đẹp, rất chìa mịn màng, đúng không ạ? Các bạn nào yêu mến thì liên hệ trực tiếp qua xưởng qua số hotline là 0961033970 hoặc kết bạn Zalo với em để em gửi tư vấn hình ảnh cho mọi người ở tại xưởng như này. Có cái gì này em hoàn thiện rất chi là nhiều các dòng sản phẩm đồng hồ để phục vụ mọi người. Và xin cảm ơn gia đình nhà anh Huy đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng em. Chúc gia đình nhà mình năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo nhé.